Ready to pair. Chữ tu vàng
sanh con chỉ ở chùa mới yên. Đừng tưởng bà vàng là quý, mẹ khuyên con hãy nghĩ cho cùng. Rồi đây trước cục hải hồng, con đâu có được thung dung như vậy. Bởi mẹ thấy gần đây sẽ khổ, khổ các con mẹ đổ dòng châu. Hãy mau thức tâm hồi tu, mới là được mẹ hộ phù dân an. Thôi trước cầm tương tàn tương sang, tâm thân con dồi dạt nổi trôi. Mẹ dù ân huệ liên hồi, cũng không cố giảng cuộc đời chính nghiêm. Nay mẹ gửi lời khuyên chung tất, bớt lần đi vật chất thế trần. Sáng dịnh từ lúc sân thân, nhưng sanh phải chịu não nần đáng thương. Con nghe mẹ liệu lường kẻo khổ, biết bao điều sụp đổ con ơi. Hôm nay mẹ hiến cơ trời, các con hãy liệu dịnh thời thân sanh. Muôn vẹn chữ tu hành làm gốc, nếu các con chi dốc theo thầy. Dù cho các chạy đá bay, có chữ thần thánh hộ rài trẻ thơ, con nên biết ngày giờ đã hết. Đừng tưởng rằng hễ chết là xong, khi ra tam giáo công đồng, con còn phải chịu ngồi trong ngục hình. Thế là điểm chân linh con mất, các vị ngôi thánh Phật thần tiên nhào lăn xuống cõi quỳnh tìm. Con chờ đến bãi ức niên sau này, đến lúc đó đạo thầy mới mở phách hòn con chí tở bãi bùng. Hết đường trở lại tiên cung, để cho mẹ phải đau lòng xiết bao. Vậy con hãy ngăn rào ngay trước, một chữ thành cũng được hồi nguyên. Kỳ còn hưởng chút ân thiên, mong rằng các trẻ tiếp tiên sang dình. Chào Lê Hằng, chào Nguyễn Anh, chào Đô La Dương. Mấy bữa nay cúng xong rồi cảm quá, tiến hết ngon này. Live stream giờ này cũng còn ai xem ế độ à.
chào Ngân Hồng, chào sông Di. Du Lan báo hiếu rằng chuẩn bị khép lại để đón chào ngày mới. Niềm tin chiến thắng ở phía trước và cũng còn đó là những nỗi buồn cô đọng lại. Là người con của mẹ thì lúc nào cũng tôn kính mẹ. Khi nghe bất cứ ai đó nói những điều không tốt về mẹ, mình cảm thấy lòng mình nó xe thắt lại một chút. Chào cô Tám Chiến Tường, chào Trịnh Văn Ủ. Mình là người con mẹ, mà hãy nghe ai nói một chút xíu về mẹ thì mình cảm thấy cái lòng mình nó xe thắt. Chào Bùi Lan, chào thầy An Nhất. Mấy hôm nay trong shop có một vị sư về cõi Phật, nghe đâu là trước khi về cõi Phật thì sư có thiếu một số nợ ở thế gian, trong đó có một cái cô bán hoa cúng Phật đó. Thì sư thiếu mấy chục triệu, nhưng mà bây giờ sư mất rồi, mình cũng không biết được là cái sự tình thế nào, nó rõ ràng như vậy hay không, mình cũng dám nói. Nhưng mà đang lúc uống trà thì có một thầy lại kể rằng sư mất thì có thiếu nợ lại cái cô bán hoa một số tiền. Thì có một nhà sư khác mới nói rằng không phải là sư đã mua hoa cúng Phật mà thiếu nợ, sư đã mua hoa cúng mẫu. Mình nghe thì lòng của mình cũng hơi trùng trùng lại một chút. Người ta phân biệt là mua hoa cúng mẫu khác với mua hoa cúng Phật. Mua hoa cúng Phật thì nó như thế nào đó, nhưng mà thật ra đó cũng là một nhà sư. Thì mình nghĩ chắc nhà sư nó cũng giống như mình, một nửa thì thờ Phật, một nửa thì thờ mẹ, cũng có thể là đúng một phần. Vì nhiều khi mình mua hoa, như bản thân Quỳ Nhẫn mà mua hoa trái cúng Phật thì mình cũng phải dâng lên cúng mẹ một nửa. Rồi khi mà mình mua hoa cúng mẹ thì mình cũng phải dâng lên Tam Bảo một nửa. Rồi Phật tử mình cũng vậy, mình cũng không có phân biệt là nhất thiết là phải cúng Phật không, mà cũng không nhất thiết là phải cúng mẹ không. Khi mà lễ Vu Lan thì mình cúng Phật thì mình cũng ra mình cúng mẹ. Rồi khi mà đại lễ bên cúng mẹ thì mình cũng hương đăng hoa quả cúng Phật, cho nên nó chan hòa. Mình có cảm nhận rằng một nhà sư mà có sự phân biệt là mua hoa cúng Phật và mua hoa cúng mẹ để thiếu nợ, một cái chuyện đó lạ lạ mà nói ra từ một vị có chức tước hẳn hoi. Mình thấy thật là đau lòng. Nếu như ngày xưa mình bài trừ mê tín dị đoan thì là một chuyện nó khác. Còn bây giờ cái niềm tin giữa cúng Phật và cúng mẹ thì sao lại có sự phân biệt như vậy?
tính ngưỡng dân gian ở nhà người ta. Người ta vẫn thờ ông bà, vẫn thờ mẹ xanh mẹ độ, vẫn thờ thần tài thổ địa. Chẳng lẽ ngày rằm mình mua qua mình cúng Phật, mình không cúng các vị tiên linh và các vị thần tài thổ địa, phải không quý vị? Chẳng lẽ trong chùa mua qua cúng Phật rồi không cúng các bàn linh, thủ cốt, rồi hình người ta gửi trong chùa bàn linh thì cũng phải cúng. Cho nên cũng một câu nói mà mình nghe nó không có được trọn vẹn, sao lại có sự phân biệt. Cái tánh quyền nhẫn thì hay nóng nóng một chút, cũng khó nhìn. Quyền nhẫn mới nói như thế này: sư ơi, người ta là con của mẹ của mẫu, mà người ta biết đi chùa lễ Phật cúng dường cho quý sư là cái điều tốt. Những người con của Phật mà gặp các cung điện của mẹ, người ta vẫn lễ bái, người ta vẫn cúng dường, đó là cái hạnh phúc phước báo của người ta. Nếu mà sư có hạnh đức nhiều á, sư có thể vận động kêu gọi những bà con bên Công giáo á, người ta cúng dường cho sư á, mới là một diễm phúc. Nhưng mà thường là người con của mẹ là người ta không có phân biệt với quý sư, người ta vẫn kính trọng quý sư. Vì Tam Tòa Thánh Mẫu á, vẫn là đệ tử của Phật, cho nên á, bà con bên Tam Tòa Tứ Phủ người ta cũng vẫn quý trọng quý sư. Nhưng quý sư có một cái sự là phân biệt. Đức Tôn Sư Pháp Chủ Đệ Tứ, Ngài có dạy một câu rất hay: mình không có phân biệt tôn giáo, mình là Phật giáo. Bà con bên Phật giáo hòa hảo là anh em, vì người ta cũng có chữ Phật, phải không? Người ta cũng có chữ Phật, tức là mình và chúng ta và những người đó là anh em một nhà, cùng chung giáo lý, sao lại có sự phân biệt? Bên đây duy trì Phật mẫu cũng có chữ Phật, cho nên chúng ta là một nhà. Mà những người con Phật, con mẫu, người ta tôn kính là điều quý báu. Ngôi chùa của sư cũng có rất nhiều người con của cha mẹ đến đó cúng Phật và cúng dường cho sư có sự no ấm no đủ một chút. Chào Kim Định, chào Nguyễn Văn Phước, chào Cảm Hồng, chào Nguyễn Lý. Thế cho nên rằng người mà còn chấp nhiều bên này bên kia thì người đó chưa có tấm lòng khoan dung độ lượng, chưa có rộng rãi được. Quỳ nhận nghĩ bên nào cũng vậy. Nếu tôn kính Tam Bảo, Phật Pháp, Tăng là điều tốt, nhưng nếu mình còn căn phần của cha mẹ thì mình tôn thờ là một điều quý. Ngày xưa sư phụ của tôi khi còn sinh tiền, Ngài cũng tôn thờ Phật Mẫu và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đến khi Ngài viên tịch thì những cốt tượng đó bản thân tôi tiếp tục thờ phụng cho tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, hơn 30 năm rồi tôi cũng chưa nghe ai phàn nàn rằng tôi là người ngoại đạo hay là mê tín dị đoan, vì tôi tôn thờ đó là một cái niềm tin các vị thánh thần tiên Phật đều dạy con người ta làm những cái điều tốt. Tôi cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả. Từ chỗ đó mà hơn 30 năm
Tôi vẫn tôn thờ và yêu kính Tam Tòa Thánh Mẫu và phụng thờ trang nghiêm với tấm lòng của mình, nên được Phật Thánh che chở cho chúng tôi thời gian qua. Mong rằng ai đó cố gắng tu cho tốt, sửa cái tâm mình cho thật tốt và sống trọn vẹn hơn một chút nữa. Cả con người với nhau mình cứ mãi phân biệt. Phật dạy người tu là phải hoan hỷ, phải bao la, phải rộng lượng, không nên khép mình vào một cái khuôn khổ. Nói vậy là không cổ xí cho người xuất gia mà sang theo một cái đạo khác, cũng không phải tán dương những người đó, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó mình không đem lại hạnh phúc và niềm tin cho người khác thì mình cũng đừng vội bán bỏ, mình cũng từ đừng có vội chà đạp người ta, để niềm tin của người ta mãnh liệt hơn một chút nữa. Biết đâu trong cuộc đời của mình mai chiều, nếu không may mình vấp ngã, chính những người mình không ưa sẽ sẵn sàng nắm lấy tay mình mà kéo lên. Cho nên người ta nói nhân vô thập toàn, con người không ai sẽ trọn vẹn cả. Thì thôi, nếu mình không thương nhau thì mình cũng cố gắng đừng làm mất lòng nhau. Việc ai đấy làm. Quý vị nên nhớ rằng tất cả những dòng kênh rạch nó sẽ chảy về một dòng sông lớn, một biển rộng mênh mông. Dù cho những nhánh sông rạch nhỏ bé như thế nào thì dòng nước nó vẫn chảy. Rồi chúng ta cũng phải trở về một cái nơi nhất định, nơi ấy có sự an lạc, nơi ấy có sự hoan hỷ bao dung độ đường với nhau, nơi ấy có sự giải thoát, chứ không còn ở cái nơi khổ đau mà cứ mãi tranh đua hơn thiệt. Cố gắng làm sao để cho nó được trọn vẹn. Chào cô Bích Liên, chào Phương Lê, chào cậu Năm Gò Công, lâu lắm cậu Năm mới lên xem nha. Cho Năm vừa nhận nghĩ rằng cuộc đời nó rất là ngắn, cuộc đời nó không dài, nó không sẽ tồn tại 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm. Dục một chút thì nó sẽ trôi qua mau. Cho nên trong cuộc đời này, khi chúng ta đến với thế gian này thì mỗi người một việc, mỗi người có một phận sự, mỗi người có một trách nhiệm. Và làm xong công việc, làm xong trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ thì tự động chúng ta quay về một cái cảnh định nào đó mà nơi chúng ta xuất phát. Cho nên chớ vội xem thường người khác. Đức Phật cũng đã dạy: ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Tất cả con người chúng ta ai ai cũng có Phật tánh. Cho nên người con Phật thì phải học hành Phật, bao dung và độ lượng. Ngày xưa khi mà Đức Phật đi quá duyên thì có những người không ưa Phật mới dùng những lời mạ lị chửi mắng Phật, và Phật cứ vẫn đi bình thường, an nhiên tự tại thông dong. Ngày những người đó cứ đi theo chửi từ sáng đến trưa, mắng nhiếc đủ thứ trên đời. Lúc bấy giờ các vị thánh tăng mới bạch Đức Thế Tôn:
Hồi sáng giờ, người Bà La Môn cứ đi theo, mắng chửi Đức Thế Tôn hoài. Sau ngài chẳng nói gì cả, Đức Phật mới nói rằng: Này ông A Nan, nếu như có người tặng cho ông một món quà mà ông không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Ngài A Nan mới trình thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người muốn tặng cho con một món quà mà con không nhận, chắc chắn món quà sẽ thuộc về người chủ của nó. Bây giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng: Thật vậy A Nan, người ta chửi mắng mình mà mình chẳng quan tâm, không cần đối đáp lại, thì chẳng khác nào người ấy ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Tự khắc nước bọt sẽ dính về mặt của mình, cũng như người cầm tro mà rải ngược chiều gió, tro sẽ dính đầy mình. Này A Nan, thật vậy, người ta chửi mắng mình mà mình không cần biện minh, thì những cái lời chửi mắng đấy cũng như những lời người ta tự chửi chính mình vậy. Trong cuộc đời này, chúng ta có phước có duyên mới gặp nhau, thương yêu nhau không hết, chớ có vội khinh khi nhau. Hôm nay anh có thể ngồi trên bả vinh hoa địa vị, nhưng một ngày nào đó, nếu công việc của anh không thành công, anh thất bại, anh trở về con số 0. Lúc bấy giờ, những người hàng ngày từng nâng bốc anh, tôn sùng bái kính anh, chưa chắc vì họ sẽ trung thành với anh, mà chính những người anh từng giúp đỡ, anh từng thương yêu họ, anh từng dùng tâm chân tình của anh đối đãi với họ, họ sẽ tốt với anh. Mặc dù người đó không giàu sang quý phái hơn anh, tâm chân tình đó. Như vậy, cho nên trong cuộc đời này, có thể hôm nay anh ngồi trên đỉnh cao danh vọng, nhưng ngày mai anh sẽ dục tắt. Chào ông Đạo Tế, chào Ngọc Liễu, chào cô Yến. Có thể rằng người ta cho rằng người xuất gia mà thờ mẫu là sai luật đạo là đúng. Mình có thể khuyên rằng là người tu Phật thì không thờ những vị thánh thần tà ma ngoại đạo, thì cái đó cũng đúng theo giới luật Phật. Nhưng cái thờ phụng nó khác với cái mê tín. Trong miền Nam mình, mọi người còn phân biệt, nhưng quý vị đã từ miền ngoài, chùa nào cũng có thờ Đức Vua Cha Ngọc Hoàng, thờ các bà nhiều, 10 chùa thì hầu như là 7 chùa đã có. Nhưng quý ngài tu vẫn tốt, quý ngài vẫn phụng lễ dân hiến vẫn tốt, tu tập vẫn tốt. Ở trong miền Nam thì dân gian mình có câu rằng: trước miễu sau chùa. Có nghĩa là cái ngôi chùa ở quê làng chúng ta, mà nếu là chùa cổ xưa, chùa của dân làng lập, chắc chắn là trước nó sẽ có một ngôi miễu. Có một ngôi miễu trước mới có chùa. Miễu ở đây là thờ các bà, giống như bà Linh Sơn, bà Châu Đốc, bà Lục Cung, bà Cử Thiên, hoặc là năm mẹ Ngũ Hành. Như vậy thì cái ngôi miễu và cái ngôi chùa nó gắn liền với nhau. Thì bổn phận của chúng ta là người trong coi trụ trì, thì chúng ta cũng phải lo tươm tất, sạch sẽ, hương đăng qua quả phẩm.
còn việc ai nấy làm. Sao lại có sự phân biệt rằng là không nên thờ bái như vậy? Thì theo tôi nghĩ nó cũng là một cái gì đó để ngăn cách. Nếu chúng ta hòa đồng thì sẽ thuận lợi cả đôi bên. Nhiều khi cái niềm tin còn được. Giống tôi như ngày xưa khi mà sư phụ tịch rồi, những cái bức tượng của sư phụ chúng tôi lập cái tam tòa để thờ phụng. Từ đó đến nay hơn 20 năm kế thừa thì tôi quy y được 2744 Phật tử. 2744 người đến chùa Minh Duyên quy y này, 90% là con của mẫu. Những người con của mẫu ban đầu người ta tìm đến với tam tòa thánh mẫu. Và bổn phận tôi là trụ trì của một ngôi chùa, tôi hướng dẫn họ lành lặn. Mặc dù có những người cố chấp, con là có căn đồng số linh, cho nên con chỉ theo mẹ. Mình là người quản trị của một ngôi chùa, mình hướng dẫn Phật tử lần lần trở về quy y Tam Bảo. Tôi nói người quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là Đức Giáo Chủ đã khai sáng ra Đạo Phật, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có sự tích, có lịch sử. Ngài từng là một vị thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ở đất nước Ấn Độ xa xưa, Ngài từ bỏ cung vàng miệng ngọc, vợ đẹp con thơ để tìm cái chân lý cho riêng mình. Và Ngài đã giác ngộ mới có một cái đạo Phật như ngày hôm nay. Nên chúng ta kính ngưỡng các ân đức của Ngài, quyết theo Ngài để tu học, gọi là quy y Phật. Và trong khi thành đạo, Ngài trường tồn ở thế gian này thêm 49 năm nữa, tức là 49 năm thuyết pháp của Ngài. Sau này các vị đệ tử, các vị thánh tăng mới kết tập lại kinh điển, để hôm nay chúng ta có những cái giáo lý để chúng ta tu hành, những cái bài kinh hay mà chúng ta tụng niệm, tìm hiểu, gọi là pháp bảo. Những lời giảng tiếng kinh là những lời của Đức Phật Thế Tôn hồi sanh tiền đã giảng dạy, đại chúng kết tập, cho nên gọi là pháp bảo. Nên chúng ta tôn kính Phật, theo giáo pháp của Ngài, gọi là quy y Pháp. Những vị cắt ái ly gia, đoạn lìa thế tục, những cư sĩ nam, những người nam, thưa quý vị, những người nam xuất gia sau tháng năm công quả công phu bái sám học hành, tìm hiểu giáo lý của Phật, thật tâm giác ngộ, được thầy Thế Độ Bổn Sư cho xuất gia. Sau khi xuất gia từ 2 năm đổ lên, chí quyết học kinh, học pháp đầy đủ tiêu chuẩn thì được thầy Thế Độ cho thọ giới sa di. Kể từ những vị xuất gia đến thọ giới sa di, rồi từ sa di từ 2 năm, ít nhất là 2 năm, dài là 4 năm hoặc hơn thế nữa, sẽ được vị bổn sư cho thọ giới cụ túc, tức là giới tỳ kheo, để lên hàng đại đức.
các vị thọ giới tỳ kheo từ 4 năm trở lên mới được nhận người khác cư sĩ quy y cho Phật tử. Quý vị hiểu không? Một vị tỳ kheo là phải thọ giới từ khi thọ giới cho đến 4 năm sau mới được nhận đệ tử. Cho nên mình muốn quy y cho Phật tử là mình phải thọ giới tỳ kheo ít nhất là 4 năm. Cho nên cái gì cái mình phải sáng suốt, tỏ thông kinh luật, mình mới làm thầy tế độ. Còn nếu không thì trong kinh Phật dạy, một người mù sẽ dẫn theo một đám đuôi. Mình mà mờ mịt rồi mình dẫn đệ tử của mình, nó không trọn vẹn. Cây có cội, nước có nguồn, mình phải có tổ thầy rõ ràng. Và thầy nói thêm, bây giờ ở chùa đó không có tăng mà chùa có ni, thì quý vị thấy chư ni cũng vậy. Sau khi tập sự được thầy bổn sư cho xuất gia, từ khi xuất gia ít nhất là 2 năm mới được thọ giới sa di ni. Rồi từ 2 năm thọ giới sa di tiếp tục 2 năm trở lên nữa mới được thọ thích so ma na. Rồi từ 2 năm thọ giới thích so ma na ma ni đó, thì ít nhất là 2 năm hoặc 4 năm mới được thọ giới tỳ kheo ni. Rồi khi thọ giới tỳ kheo ni cũng như chư tăng, phải từ 4 năm, tức là 4 tuổi hạ trở lên mới được nhận đệ tử. Và phải khi quy y cho đệ tử, Phật tử phải có 4 vị tỳ kheo ni trở lên. Đức Phật dạy 4 vị tỳ kheo ni trở lên mới được gọi là một tăng. 4 vị tỳ kheo ni này để nhận đệ tử và truyền giới cho đệ tử cư sĩ và đệ tử xuất gia thế độ. Sau khi làm lễ xong phải dẫn thỉnh qua đại tăng, phải trình qua một vị tỳ kheo tăng, như vậy thì mới trọn chánh pháp với đủ ân đức. Cho nên càng tìm sâu về chân lý, nó có những cái rắc rối và những cái giới luật như vậy mình phải tuân theo. Nhưng hôm nay cuộc sống nó thay đổi, cuộc sống nó thay đổi thời đại 4.0. Phật tử bây giờ rất là thông minh, Phật tử bây giờ trí tuệ người ta hơn hẳn. Mình mà vào cửa đạo mình tu học mà không nghiêm trang giới luật, không học kinh sách nhiều, thì chưa chắc gì quý Phật tử chịu thua mình. Bây giờ Phật tử người ta trường đời người ta cũng trải, thế học người ta cũng giỏi, người ta lên tới trung cấp, lên tới đại học, thậm chí lên tới thạc sĩ, tiến sĩ. Mà trong sự tu của mình không có một thứ nhất là không có cái giới đức, không có được cái phước, và cái sự học của mình không am tường giáo lý, thì trong cái bước đường hoằng pháp của mình sẽ gặp những cái chướng duyên. Lúc đó thì mình lại buồn, nhưng mà không, bởi vì thôi thì mình ráng cố gắng. Ông bà mình có dạy, biết thì thưa thì thố, không biết thì dựa cột mà nghe. Cho nên mình phải cố gắng hơn nữa, mình học và tu cho nó tròn hơn một chút nữa. Và người ta biết tu rồi đó quý vị, người mà biết tu mà sanh cái phước cái đức rồi á,
thì khuôn mặt người ta trở nên một con người thánh thiện, người lương thiện. Cái người lương thiện với cái người không có lương thiện đó, nó qua cái khuôn mặt, qua cái ánh mắt, nó nhìn nó khác nhau lắm. Tự sao cũng mình cũng đi chùa mà mình gặp ông sư đó mình thương quá thương. Mình cũng đi chùa mà lại cái chùa đó mình gặp ông sư đó mình ghét quá ghét. Cái ông sư mình thương quá thương thì ông nói cái gì mình nghe cũng hay, ông làm cái gì mình cũng cho là đúng. Còn cái ông sư mà mình ghét ổng đó, bây giờ ổng nói cái gì mình cũng không ưa, ổng làm cái gì mình cũng không thích. Bởi vậy cái lòng ghen ghét sân hận trong ta nó còn hoài. Đó là con ma sân si, nó làm cho con người ta không có định tâm định tâm. Đức Phật dạy mình phải diệt trừ cái ma chướng này mình mới tu hành được. Mình mà còn giữ cái ma chướng này hoài, mình còn tham sắc cái này hoài thì mình khó thành đạo. Thật vậy với cái người tu cũng vậy. Người mà tu hành chân chính, người mà nói thiệt, làm thiệt mà tu thiệt, người ta không còn phân biệt. Người ta không phân biệt bạn đi theo cái tôn giáo nào cả, bạn đi theo vị thần thánh nào cả. Miễn bạn tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại với bạn. Bạn đối xử với tôi hay thì tôi lại quý bạn, trân trọng bạn. Còn cái người mà còn tham chấp như vậy thì chẳng khác gì người thế. Mình là người xuất gia mà mình cứ phân biệt này là linh tử, kia là Phật tử, nọ là nhân sanh, kia là tín đồ. Như vậy không tốt. Ngày xưa tôi ở sông Vĩnh quý vị, sông Vĩnh Tân Phước, cái chùa mình ở trên đó. Ngày đó tôi vô, tôi cắt cái tịnh thất Minh Duyên đầu tiên là chùa Minh Duyên bây giờ. Bà con xung quanh toàn là bà con Công giáo không. Hết 95% bà con trên sông Vĩnh của năm 1997, tôi nói đang nói ở thời điểm 1997, còn bây giờ thì đất lành chiên đậu, nhà cửa đông vui hơn, cho nên là chen lẫn cũng nhiều. Nhưng cái thời điểm năm 1997-98, tôi về tôi xây dựng cái tịnh thất Minh Duyên ở sông Vĩnh, xung quanh là bà con Công giáo không. Lúc bấy giờ tôi mới có hai mấy tuổi à. Mấy cô mấy chú thương tôi lắm. Người ta nói ông thầy này ông còn trẻ tuổi, mà ông là người ở thành phố Hồ Chí Minh, sống trên đèn qua phố thị đông vui, bây giờ về núi rừng như vậy thấy thương. Mà ngày xưa làm gì ở trong cái khu vực của chùa Minh Duyên đó mà có điện. Bà con Công giáo thì ở ngoài ai cũng có điện đó. Vậy mà bà con thương tôi sống ở đó được vài tháng thôi mà mọi người thương. Tôi nhớ có gia đình của cô chú Trung. Bà con kéo điện từ ở ngoài nhà cô Lê vô tới chùa tôi cũng khoảng 3 cây số, non 3 cây số. Người ta hùng tiền lại, người ta kéo điện từ nhà cô Lê nó vô trong cái tịnh thất Minh Duyên cho tôi xài. Ta nói tội nghiệp ông thầy. Cho nên tại sao mà tôi có cái sự mà tôn kính và tôi trân quý bà con trên sông Vĩnh là như vậy. Dù tôi ra đi ở bây giờ 7-8 năm rồi, nhưng mà lễ dịp nào tôi cũng về sông Vĩnh. Lâu lâu tôi cứ vận động quà về tôi phát ở Tân Phước, sông Vĩnh. Tôi nhớ cái ơn ngày xưa mà tôi mới về cái rừng núi của ông Trịnh. Thì lúc bấy giờ bà con thương, bà con bên Công giáo thương tôi lắm, quý tôi lắm. Cho nên tôi không có phân biệt. Đến khi mà ngày xưa tôi cũng chẳng biết linh tử linh căn là gì cả. Tôi thấy mấy cô cũng ở ngáp ngáp lên đồng lên cốt, tôi cũng quý trọng lắm. Tôi cứ nói người ta bệnh,
chứ tôi không biết, tại hồi đó mình còn nhỏ quá, mình cũng không có am tường. Mình cứ nghĩ là người ta bệnh nên mình thương người ta, thôi thì người ta cũng không làm hại mình. Người ta đến chùa thì mình mời nước người ta uống, nếu mà người ta đói thì mình cho họ ăn. Thế là họ vui, họ thương mình. Họ vui, họ thương mình thì họ tới thường với mình. Rồi khi mình khó khăn thì họ giúp đỡ mình, họ cúng dường, họ quý. Rồi đến khi mà sư phụ mất, mới đem những cái cốt tượng về thờ, mới lập lên cái điện thờ. Từ đó mình mới tìm hiểu, và cũng nhờ cái phúc duyên của cha mẹ, sau đó mình mới được tới ngày nay. Thế cho nên mình cứ nghĩ rằng là dù cho thế nào mình cũng không có sự phân biệt. Khi mà cái bộ kinh khuyên đời tu niệm năm 2000, nhớ không lầm thì khoảng 2002 thì sau này nó nổi tiếng trên mạng. Ngày xưa là băng cassette rồi đĩa CD. Một lần phát hành một bộ kinh khuyên đời tu niệm, quý vị biết không, 5.000, 10.000 đĩa một tuần sạch, không còn cái nào. Nhiều khi hồi xưa người ta đâu biết chùa Minh Duyên, người ta đi Vũng Tàu tắm biển, người ta đi Vinh Cô Long Hải, người ta về chùa Bún Riêu hoặc là về chùa Bánh Xèo, người ta tới nhiều. Còn chùa Minh Duyên thì nhỏ bé quá, đâu có ai biết. Vậy mà nhờ cái bộ kinh khuyên đời tu niệm, người ta ghé, người ta tham quan để người ta xin đĩa, xin băng. Từ đó mình bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng một chút. Cho nên mình cũng có cái duyên với mẫu, nhờ mẫu mà con có được tới ngày hôm nay. Đó là mình nhờ cái ăn theo đó. Và có sự, không có sự phân biệt chia cách đó, cho nên mình được cái thành tựu như ngày hôm nay. Thậm chí bà con bên cao đài ở Cần Duộc có nhờ mình làm một cái đĩa, thì mình cũng sẵn sàng nhận lời thu một cái đĩa. Mình nhớ không lầm thì cái đĩa là Chân Lý Ngọc Hoàng. Cái đĩa nó lâu quá mình cũng quên, hay là cái gì Chân Lý, nhớ là nhớ hai từ Chân Lý. Rồi bên Đạo Hòa Hảo cũng vậy, mình diễn ngâm mấy cái cuốn khuyên đời, khuyên người đời tu đó, khuyên người đời tu niệm. Mình thấy những cái bài thơ hay, mình cũng thu lại. Bà con cũng thương mình. Cuộc sống của Huệ Nhẫn bây giờ thì nó cũng dễ thở hơn lúc trước. Hồi nhỏ khi mà mình đi tu, đến ngày mình thọ giới, mình được linh chức trụ trì đâu, lúc đó tâm hồn mình nó thông thả lắm, nó không có lo nghĩ gì hết. Chào Dung Nguyễn, chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ. Máy sắp hết pin. Cái ngày còn nhỏ mà mình mới vào cửa đạo, cho đến khi mình làm trụ trì, đến lúc đó hồn nhiên lắm, tâm hồn mình trong trắng hồn nhiên, không lo nghĩ bất cứ một cái điều gì cả. Sư phụ biểu về Bà Rịa Vũng Tàu là Tịnh Xá Ngọc Hòa tu, vui vẻ lên đường về sông Vĩnh, lòng mình nó vui. Rồi đến khi mà xây dựng chùa, bắt đầu nó hơi mệt mệt một chút. Bây giờ thì lo lắng đủ thứ hết, kêu gọi dẫn đồng để xây dựng chùa đẹp. An yên được mười mấy năm, bây giờ có cái lệnh giải tỏa để làm cái sân vận động thị xã Phú Mỹ bây giờ. Cho nên dời chùa về lại với núi Vinh bây giờ.
lúc đó cũng còn non, trẻ người non dạ, không có chọn đất đầu trước, có miếng đất nhỏ xíu, tính các cái chùa để mình tu tâm thôi, chút xíu thôi. Không ngờ bà con cũng theo về, tưởng đâu mình ở sông Vĩnh rồi mình bỏ xứ mình về với Hội Bài mình tu rồi chắc không ai theo mình. Cho nên tính các cái chùa nhỏ nhỏ tu thôi. Không ngờ năm 2016 lễ Vu Lan bất ngờ Phật tử đông thiệt là đông, cuối cùng phải qua mua miếng đất ở bên đây, bên cái chỗ hiện giờ quý vị biết chùa Minh Viên, lúc đó sập sẻ. Mua được miếng đất rồi cũng nôn nao háo thắng xây cái chùa cho to cho bự lên. Chùa hoàn thành xong được giáo hội được nhà nước công nhận cấp dấu tròn đàng hoàng. Tối nằm suy nghĩ giật mình, từ hai bàn tay trắng gây nên một đống nợ. Lúc đó hoảng hồn, nhưng mà muộn rồi, ông Phật đâu có biểu mình phải xây cho ông Phật cái chùa to. Ông Phật cũng đâu có khuyến khích mình là phải đặt cái tượng Phật cho thật lớn. Tại mình là người thế tục thế gian, mình còn trẻ người non dạ, cố gắng làm cho bằng người ta. Nhưng mà rồi cái thời gian khó khăn nó cũng trôi qua quý vị. Khi một người mình nhất tâm rồi, có lẽ là Phật thương. Cái thứ hai để quỵ nhận có thờ cha mẹ, cho nên cha mẹ cũng thương. Từ chỗ đó mà có cuộc sống an yên như ngày hôm nay quý vị thấy. Bây giờ thì nó cũng khỏe được nhiều, nhưng mà thêm bây giờ lại cái tất cả có hết, thậm chí tuổi cũng có thêm. Tuổi ngày càng đi lên mà tên ngày càng đi xuống. Dịch mình một cái nửa đời người, giờ thêm được cái là bệnh tật đeo mang. Cho nên mới nói rằng cuộc đời nó ngắn ngủi, khó còn chốc thì mấy chục năm. Mình ráng cố gắng mình tu, mình bớt sân si, mình bớt giận hờn ghen ghét, mình bớt làm khổ cho nhau, thì cuộc sống này nó an yên hơn. Mình cứ mãi hơn đua tranh giành, mình cứ muốn làm cao thì cuộc đời sẽ khổ. Mà muốn cho cuộc sống này nó an yên thì thôi kệ, ai làm gì cứ làm. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, chứ không phải gặp nhau là để giận hờn trách móc nói xấu lẫn nhau, hơn thua với nhau, rồi một ngày không còn gặp nhau nữa, không còn tu chung nữa, không còn ở chung nữa, không còn gặp mặt nhau nữa, thì chúng ta lại hận thù ghen ghét. Cho nên những gì về những tâm sự thì mong là quý cô bác Phật tử mình hiểu thêm và cố gắng. Chào ông Đạo Tế, nãy giờ chưa chào ông Đạo Tế, chào Nguyễn Thọ, chào Thịnh Tiền. 29 này chào cô Phượng bà Thị. 29 này thì Huệ Nhẫn cũng tổ chức cúng dường 30 sư tăng ni nhân ngày khánh vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà dân gian nói rằng ngày này là ngày đóng quả ngục, giống như là mùng 1 tháng 7 thì mấy ổng châm chế cho thân nhân bà con được về dương gian thăm người dương thế, rồi con cháu làm phước công đức hồi hướng,
cho chủ quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của mình. Ngài viết với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới chốn Âm Ti địa phủ. Ngài có một cái cung riêng của Ngài. Ngài phát nguyện rằng khi nào mà địa ngục trống không thì Ngài mới thành Phật. Chúng sinh mà độ tận mới chứng Bồ Đề. Cho nên từ vô lượng kiếp Ngài còn mãi là một vị Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm nhành dương, tay nâng tịnh bình, dùng nước cam lồ rưới mát thế gian, nghe tiếng kêu cứu khổ. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ví như người mẹ hiền cứu khổ thế gian, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là độ sanh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì độ người chịu khổ nơi chốn A Tỳ địa ngục. Cho nên Đức Địa Tạng Vương là người cứu tử. Huệ Nhẫn thì đam mê cái môn kinh sư, ngồi dàn chỉnh tế để siêu độ chư vị linh hồn. Cho nên Huệ Nhẫn cũng xem Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị tổ của mình. Ngày vía của tổ mình thì mình phải cúng, lớn nhỏ cũng phải cúng. Năm nay Huệ Nhẫn cúng 30 vị và phát 100 phần quà. Phát 100 phần quà cho bà con tại địa phương xung quanh. Cái nơi mình ở mà quý vị, cái chùa, cái nơi mình ở, mình có thể đi từ thiện khắp nơi, nhưng mà ở cái chỗ của mình cũng phải làm một cái gì ích cho xã hội này. Đạo và đời phải song hành. Đời mà không có đạo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà đời không có đạo thì cũng đời vô nghĩa. Cho nên nói mình tu, mình không tu thì đời với đạo nó vẫn mãi song hành. Chứ mình không có phân biệt một bên, tôi đi đạo là tôi phải lo cho đạo. Không có. Những người nói như vậy thật ra những người còn mê đời nhiều hơn. Chứ không phải là mình nói đi theo đạo là lo đạo. Lo đạo là sao? Tốt đời mới được đẹp đạo. Người làm tốt ở đời này mới làm tốt việc đạo. Tại sao mà mình tu mà mình không lo cho đời? Phải lo chứ. Tại vì Đức Giáo Chủ Phật Thích Ca Mâu Ni của mình dạy rằng phục vụ chúng sinh là nhất thiết cúng dường chư Phật. Mình phục vụ cho những người chưa tu đó, chưa xuất gia tu đó, là mình báo hiếu cho Đức Phật. Mình phải độ, mình phải phụng sự cho họ để họ giác ngộ, họ tu, họ cùng với mình đồng tu, Đức Phật mới vui, phải không? Chứ không phải mình tu mà Đức Phật vui. Cơm thì phải có canh, tu hành phải có bạn. Cho nên dù ít dù nhiều tại địa phương mình cũng làm một điều gì đó tốt. Nên ngày 29 tháng 7 âm lịch thì Huệ Nhẫn phát 100 phần quà. Năm nay nghèo lắm quý vị. Cô Lệ Thu cho 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 chai dầu ăn, 100 bịch đường. Tổ cho tất cả là 200 phần như vậy đó. Nhưng mà tại địa phương này phát 100 phần. Huệ Nhẫn xin 1 tấn gạo ở Phật tử. Nhưng mà mọi người năm nay khó khăn quá. Quý Phật tử hùng được có 400kg thôi. Hiện nay là Huệ Nhẫn nhận được có 400kg. Nhưng Huệ Nhẫn vẫn đặt 500kg. Mỗi một phần 5kg. 100 phần là 500kg gạo. Như hiện nay là còn thiếu 100kg gạo nó mới đủ 500kg. Mình phát như vậy thì mình thấy nó ít quá. Mình phát như vậy mình thấy nó ít quá cho nên mình mới phát 5kg gạo nè. Rồi hết pin, cái máy nó hết pin. Phát 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, chỉ 1kg đường. Thì thấy nó ít quá cho nên Huệ Nhẫn phát thêm một cái bao thơ, một cái phong bì là 50.000.
Cho nên hiện giờ Huệ Nhẫn rất cần quý Phật tử chung tay với thầy là 100 kg gạo nữa, với lại 5 triệu đồng tiền mặt. 5 triệu đồng mình chia ra 100 cái bao thơ, một cái 50 ngàn. Tại vì khi mình phát có những người già neo đơn á, người ta đi xe ôm tới người ta lãnh, tốn 10 ngàn, 20 ngàn, mình cho họ 50 ngàn thì nó cũng ấm áp một chút. Hoặc là mình cho họ 5 kg gạo, một thùng mì, mình lì xì thêm vài chục ngàn nữa, mình sẽ thấy ấm áp hơn. Nếu như à, mọi người có dư thì đóng góp phụ. Mọi người có dư thì mọi người đóng góp phụ. Như Huệ Nhẫn thì cái buổi phát quà ngày 29 tháng 7 sẽ ấm áp hơn. Ngày đó thì cô Tám Kiến Tường và đoàn Phật tử ở Kiến Tường sẽ về để nấu ăn cúng dường cho 30 vị sư và khoảng 50 đến 60 Phật tử. Cho nên cái phần nấu ăn thì khỏi lo. Cô Phượng ở Gò Công thì sẽ cho 7 bó hoa ly, mình cắm bên cốc thì 2 bó, còn lại 5 bó thì chia ra Phật và Điện Tam Tòa. Cái phần bông hoa thì cũng tạm ổn. Trái cây thì Huệ Nhẫn tự mua. Như vậy thì nước nôi thì cũng có mọi người cúng dường rồi. Như vậy thì hiện giờ Huệ Nhẫn chỉ cần 100 kg gạo và 100 cái phong bì. Một cái là 50 ngàn thôi, là 5 triệu tiền mặt, để phát cho 100 gia đình nghèo ở địa phương gần chùa Minh Duyên. Còn phần cúng dường cho 30 sư á, thì hiện nay đoàn cô Liên ở chợ gạo thì cúng dường 22 cái y là 6 triệu 6. Một gia đình Phật tử ủng hộ cho 3 y, 3 y 2 y gì cũng không biết, hình như là 3 y à. Như vậy thì giờ hiện giờ được 25 y. Thì có một Phật tử phát tâm cúng dường 30 cái phong bì, một cái 300 nghìn, thì cũng tạm ổn được một chút. Vừa rồi thì một số Phật tử cúng bữa 18-19 còn lại một số bao thư thì được 5 triệu. Như vậy thì thêm vô mỗi một cái bì thư cho quý ngài thì được 500. Thì bây giờ Huệ Nhẫn chỉ còn thêm 10 cái bì thơ của quý vị thượng tọa chứng minh lớn thôi, chứ còn ở dưới thì tạm ổn rồi. Nói chung thì nếu mà bây giờ trời thương này, có khoảng chừng 15 đến 20 triệu nữa thì ok, là buổi lễ được thành tựu viên mãn. Còn không có thì thôi cố gắng. Chứ cũng tùy duyên thôi. Kinh tế khó khăn, mọi người khó khăn, Huệ Nhẫn cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Tùy duyên, tất cả tùy duyên hết. Nghe ông Đạo Tế nói thấy thương không? Thấy huynh buồn mà không giúp huynh gì được hết, muốn rơi lệ. Yên tâm, tháng sau là ông Đạo sẽ giúp liền. Tháng này làm cũng được, tháng sau còn mấy ngày nữa qua cái tháng buồn rồi. Chào Tùng Thảo, cô Loan Bến Tre. Cảm ơn cô Loan Bến Tre đã cắt một mớ lá đem về cắm hoa để ngày mai cúng cho sư phụ chùa Chỉnh Đề. Đội cắm hoa của mình rất là đẹp. Năm nay thì chùa Minh Duyên mình phát tâm cái buổi lễ để lo cúng cho sư phụ được trang nghiêm, như vậy lòng mình cũng vui. Uống nước nhớ nguồn là vậy. Tôn sư trọng đạo, tinh thần trọng thầy mới được làm thầy, là điều ở chỗ đó mình cũng rất là hoan hỷ. Có ai có ý kiến gì không à? Cảm ơn cô Loan, cảm ơn Tùng Thảo nhiều nghe. Năm nay chưng bông, cắm bông lần đầu ở chùa Chỉnh Đề, cắm bông hoa vậy
Thấy trưởng huynh ông cũng khen, cũng mừng. Ngày mai 6 giờ sáng thức dậy phải lên chùa chứng đề để sắp xếp, chuẩn bị. Giờ này live stream cũng đông người xem quá ha. Được còn 21 người. Nghe những lời tâm sự, nếu trong 21 vị Bồ Tát này có ai có khá khá, có dư dư một chút thì hùng phước cho cái lễ đóng cửa ngục vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát này được thành tựu nha. Huệ Nhẫn hứa là sẽ luôn cầu nguyện cho quý vị được nhiều sức khỏe và luôn an yên trong cuộc sống này. Chúc quý vị mọi người mọi điều may mắn, thành tựu, thành đạt và an vui. Kệ mà, mình ăn thì hết. Cúng Phật thì gửi vào ngân hàng Tây Phương là mãi trường tồn, không có mất. Chừng nào mình nghèo, Phật trả lại cho mình. Còn mình giàu hoài, Phật muốn mình giàu hoài. Mai mốt về Tây Phương, Phật trả. Thôi tạm biệt mọi người nha. Hy vọng là bây giờ tới sáng mai ngủ dậy sẽ có được 100 cái bao thơ và 100 ký gạo mọi người nha. Bye bye. Cảm ơn ông Đạo Tế 1 triệu. Cảm ơn gia đình Má Sen ủng hộ 1 triệu là được 2 triệu rồi. 2 triệu là dư 100 ký gạo rồi nha. 2 triệu. Cục vàng của tôi lên rồi. Trần Trọng Trí, bé heo Sóc Trăng. Nãy giờ lên sớm nghe thầy tâm sự là ngon lành rồi, vô rồi. Một Phật tử nhờ cô Phượng cúng 2 y. 2 y là được 27 y rồi, ok. Mọi người mà cứ chung tay như vậy hoài là Huệ Nhẫn ham tu lắm. Không thể nào mà bỏ tu được. Tại vì thật sự đi tu, người ta nói đi tu một mình sẽ cô đơn, quạnh hiu đầu hát. Không có. Mình tu thiệt, nói thiệt, làm thiệt. Có long thần hộ pháp che chở. Quanh ta luôn có những Phật tử thân thương. Còn hơn cả gia đình mình nữa. Sẵn sàng giúp đỡ mình, sẵn sàng ủng hộ mình. Đó là niềm tin mãnh liệt để mình phát huy trên con đường Phật Pháp của mình. Tại vì từ đây tới Tết mình còn nhiều, rất là nhiều Phật sự. Khoa sau cái khóa lễ này thì tới tháng 9 âm lịch là tại Đại Tòng Lâm, chùa Đại Tòng Lâm sẽ mở ra cái Đại Giới Đàn Minh Nguyệt. Năm nay thì Huệ Nhẫn sẽ phụ trách cái vấn đề nghi lễ thuyết U Minh Giới và đàn chuẩn tế ở đó. Cho nên thì quý vị biết thì giáo hội thì không có cái nguồn kinh phí. Kinh phí cũng vận động từ nhân dân Phật tử. Cho nên là cái đàn đó thì cũng khá tốn kém. Thì các chi hội của mình chung tay. Ở đây Phật tử Trần Trọng Trí này là cửa hàng bé heo ở Sóc Trăng, cửa hàng shop Phong Thủy bé heo Sóc Trăng đó. Thì trước tiên trước mắt thì cũng ủng hộ cho thầy là 50 triệu. Và còn hứa là vận động bà con chị em nữa thì tùy theo duyên thôi. Cho nên tháng 7 này thì thầy không có dám mở lời, thầy không có kêu, không có dám kêu gọi. Nhưng mà cũng đã phụ bông trái cây rồi. Cho nên thầy cũng... Dạ, Ikasa còn thiếu có 3 cái à.
27 rồi, còn thiếu 3 thôi. Tại dự kiến là 30. Còn phát sinh là không có cúng, mình chỉ phát tâm, mình tính mời 30 vị thôi. Cho nên thật sự mà nói thì quý trọng ở Long Minh Tuệ, Trần Trọng Trí này rồi. Mặc dù thì gọi thầy bằng sư phụ chứ còn chưa một lần nào ngoài đời gặp nhau. Mà hồi xưa giờ giúp đỡ thầy dữ lắm. Thôi, không nhận của cô Long Tiên. Long Tiên là có trách nhiệm nấu ăn dân lực rồi, để dành cho ông Đạo Tế cúng đi. Một y là 300.000, ba y là 900.000, rồi chốt đơn. Là cô Tám Kiến Tường là Long Tiên là còn nhiều việc phải làm. Cho nên thì nói cái gì cũng vậy, cái duyên à. Giống như Trần Trọng Trí pháp danh Long Minh Tuệ, hồi xưa pháp danh là Minh Tuệ thôi. Rồi thầy muốn đi theo dòng họ của thầy nên thêm chữ Long là Long Minh Tuệ. Đó, thì cái này là cái quyền di bề trên sắp xếp thôi. Chứ thầy trò cũng chưa được gặp nhau lần nào. Mà cũng thương thầy, hồi xưa hồi năm rồi thì cái đàn chuẩn tế năm rồi là bé heo lo trọn vẹn tại chùa Minh Viên. Hồi năm rồi sau trận dịch rồi đâu có ai mà có kinh phí, có tiền, có bạc gì đâu. Cho nên cái đàn chứng tế hồi năm rồi ở chùa Minh Viên hoành tráng lễ đó thì cũng tiết lộ cho quý Phật tử mình biết là Trần Trọng Trí nè, Long Minh Tuệ đã phát tâm. Năm nay thì thầy im re, thầy cũng dám nói. Tại vì năm nay thì em đã hứa là tháng 11 cho đại giới đàn. Đại giới đàn thì trên dưới khoảng 10.000 tăng ni, khoảng 30.000 Phật tử. Thì mình nói chung đó là một cái Phật sự rất là to lớn, quan trọng. Mà mình nghĩ cái phước báo cũng lớn. Cái dịp để cho mình cúng củ quyền thất tổ, những quan gia trái chủ của mình thì cũng tốt. Cho nên Huệ Nhẫn rất là hoan hỷ khi mà quý Phật tử phát tâm. Như vậy là y đủ nha. À, 2 triệu tiền mặt. Vậy là còn thiếu 3 triệu nữa là để được 100 cái bao thơ để ủng hộ cho 100 gia đình nghèo nha mọi người nha. Với lại 100 ký gạo nữa thôi là khép lại. Rồi ai xung phong thì ủng hộ 100 ký gạo đi, thầy cảm ơn. 100 ký gạo một triệu rưỡi. 100 ký gạo là 1,5 triệu. Và thiếu 3 triệu tiền mặt nữa thôi. 3 triệu nữa là được 5 triệu là để 100 cái bao thơ cho 100 gia đình. Mỗi người đến lãnh phần quà là có được 50.000. Vui. Bà con vui, 100 gia đình vui hạnh phúc thì mình cũng mang đến cho 100 gia đình an vui hạnh phúc được vài ngày, người ta mình cũng được phước báo mà, hoan hỷ mà. Rồi. Rồi gạo có người cúng luôn rồi, có người cúng 100 ký gạo luôn rồi. Như vậy là thầy nói lại nha. À, gạo là đủ rồi, 500 ký gạo là đủ rồi. 30 y là đủ rồi. 5 triệu tiền bao thơ thì có người cúng chỗ Má Sen 1 triệu với lại chỗ ông Đạo Tế 1 triệu là 2 triệu rồi đó. Như vậy là tổng chi mình còn thiếu 3 triệu nữa thôi. Bà con mình ai thương thương thì ủng hộ luôn đi. Cảm ơn nhiều. 3 triệu nữa thôi, 3 triệu nữa là được 100 cái bao thơ, 100 gia đình sẽ hoan hỷ vui vui ha. Số tài khoản thì có trên cái Amata của Facebook Minh Viên Huệ Nhẫn đó, mọi người bấm vô cái chỗ Minh Viên Huệ Nhẫn có cái hình thầy đó, nó lòi ra cái số tài khoản. Còn ai không biết thì nhắn tin cho thầy gửi cái danh thiếp qua.
Có thầy mới nhận được cái tin nhắn của cô Thúy Lê mà thầy mở coi ra coi không được, tại vì thầy đang livestream trực tiếp á, thầy sợ mở cái tin nhắn ra cái nó gián đoạn, cho nên không biết cô gửi gì trên đó nó chưa có coi được nha mọi người nha. Rồi, như vậy thì tổng thầy thông báo lại là tổng cái buổi lễ ngày vía Đức Địa Tạng là ngày đóng cửa ngục đó, là vị tổ sư mà Huệ Nhẫn tôn ngưỡng đó, thì cái phần y là đoàn cô Liên ở chợ gạo là ủng hộ 22 y. Ông đạo tế 3 y là 25 y. Rồi một Phật tử cúng 3 y là 28 y. Còn 2 y đó ai nãy cúng nó quên rồi. Cũng nói chung là 30 y là đủ rồi. Rồi nước ngọt thì có bà sư cô chiều cho 2 thùng rồi. Nấu ăn thì trên cô Tám Kiến Tường nấu ăn cho khoảng 30 sư, khoảng 5 đến 60 Phật tử, bao gồm bà con Phật tử, thì khoảng cái phần nấu ăn là xong rồi. Cái phần dân qua thì cô Phượng ở Gò Công sẽ cho 7 bó hoa ly, thì đem qua cốc là 2 bó, để cúng 2 bó là đủ, còn 5 bó thì dâng cho Phật, cho mẹ ở bên chùa Minh Viên là đủ. Rồi, nước ăn đủ. Như vậy thì còn phần bao thơ thì có một Phật tử là cúng dường cho 30 cái bao thơ, một cái là 300.000. Vừa rồi 10 bữa 19 cúng ở chùa Minh Viên thì một số Phật tử dư bao thơ. Cúng dư đó thì mình khui ra được là hơn 5 triệu. Thì thầy sẽ tấp vô cho đủ 6 triệu, gửi cho Phật tử đó luôn, là để cái bao thơ 500. Là mỗi một vị sư đến dự lễ là được 500. Như vậy thì còn thiếu lại 10 cái bao thơ của 10 vị hòa thượng thượng tọa. 3 vị hòa thượng lại với 7 vị thượng tọa. Gọi là 10 cái bao thơ chứng minh đó. Nếu mà bà con ai phát tâm được thì thầy cảm ơn. Cúng nhiêu thì mình dòm mình dòm vô để mình cúng cho 10 vị hòa thượng thượng tọa chứng minh thôi, còn tất cả là nói chung là ổn rồi. Như vậy thì hiện nay cái buổi lễ đó còn thiếu là chỉ 3 triệu tiền Việt Nam đồng. 3 triệu là 3 triệu hồi nãy thì má sen cho 1 triệu, ông đạo tế cho 1 triệu là 2 triệu, vậy còn thiếu 3 triệu nữa là để được 100 cái bao thơ cho 100 hộ nghèo. Vì 100 hộ nghèo. Còn gạo thì là coi như là nghệ sĩ Bình Tinh 100 kg. Một Phật tử giấu tên là cúng 100 kg là 2. Một Phật tử ở Bà Rịa cúng 100 kg là 3. Bà con ở Long Mỹ có một Phật tử ở Long Mỹ cúng 50 kg là 350. Rồi ai cúng 150 nên giờ nói cái quên, giờ sao lớn tuổi nói hay quên quá. Có cuốn sổ bài bàn á, có ghi rõ ràng, Huệ Nhẫn rõ ràng lắm, ghi rõ ràng lắm. Có công bố lên hết mà quên. Cô Loan Bến Tre hùng 2 triệu. Rồi cô khô hùng 1 triệu. Cô khô Cần Đước đó. Đó, như vậy thì tính ra nói chung là cái vấn đề mà gạo là đủ rồi. 500 kg gạo, mỗi một hộ gia đình một phần quà là được nhận 5 kg gạo. Cô Lệ Thu thì cho là 200 thùng mì, nhưng mà mình chiết ra 100 để phát tại địa phương thôi. 100 thùng mì, 100 kg đường, 100 chai nước tương và 100 chai dầu ăn. Còn Huệ Nhẫn thì phát tâm ủng hộ 100 cái bịch.
Nếu mà đoàn của tám kiến tường mà thương thương, nếu mà có khả năng phát tâm thì ủng hộ 100 cái bịch. 100 cái bịch ni lông loại 5 ký, thì ai mà rành rành mua cái đó phát tâm cúng dường là thầy cảm ơn. Thầy có khả năng mua mà đi mua cực quá, không biết chỗ nào bán. Hồi nào giờ người ta mua cho không à, cho nên kêu giờ đi mua cũng hơi khó khăn. Cái đó nghĩ chắc cũng vài chục ngàn thôi. Nếu mà ngày mai Đô La Dương hay là Trịnh Tiền gì ai rảnh rảnh nó phát tâm cho thầy 100 cái bịch thì cảm ơn. 100 cái bịch ni lông á, cái bịch 5 ký, để mình đựng đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn với thùng mì vô á, cho người ta để người ta rinh đi khỏi đổ vậy đó. Đó thì nói chung là thầy sao kê đầy đủ á nha mọi người nha. À, cái sao kê thầy có đăng ở trên cái bài vận động đó, ở dưới đó mọi người thấy tên của ai thì có thầy ghi rõ ràng trong đó đó. Thầy sao kê rõ ràng lắm nha. Rồi ở đây thì thầy cũng long trọng báo một tin vui cho bà con Phật tử. Thì sau 3-4 tháng vật vã làm giấy tờ thì bữa nay thầy cũng làm giấy tờ cho bé Long Đức đồ đầy đủ rồi, là có đầy đủ giấy tờ hợp pháp rồi. Mai mốt mà thầy có mất là khỏi ai tranh giành tài sản nha. Con ruột con nuôi gì là cũng phải là tài sản chia đầy đủ á nha, không có tranh giành ở đây nữa nha, là mọi người làm chứng nha, là thầy làm tròn rồi đó. Đó là cái còn về vấn đề cúng kiến hồi xưa giờ thì mọi người thấy đó, vận động từ thiện hay làm bất cứ việc gì là thầy cũng sao kê đủ hết. Ai có thắc mắc bất cứ lúc nào có nhắn tin riêng với thầy, thầy có thể chụp màn hình đưa qua. Thì như vậy là thầy vận động 600 phần quà để đi miền Tây chuyến này, thì thầy đã chuyển khoản về 100 phần về Đồng Tháp rồi nha mọi người nha, là có văn bản đây sẵn rồi. Và 100 phần gửi tại Phổ Minh Bổ Tự Minh Duyên này ngày 29 tháng 7 này là 200. Như vậy là tiếp tục 400 phần đi về miền Tây, sẽ về dự kiến là về khu vực Châu Đốc đó, về huyện Châu Thành của An Giang, gần Châu Đốc đó quý vị, là 200 phần. 100 phần ở Bến Tre. Và 100 phần là dự kiến về Tiền Giang Long An của mình. Nếu mà chi hội nào muốn ấy thì cố gắng. Với lại thầy cũng ước mong được 100 phần nặng đi về Sóc Trăng. Về Sóc Trăng ở khu vực của shop Phong Thủy Bé Heo, Trần Trọng Trí, Long Minh Tuệ này, cũng muốn gặp mặt đứa con lưu lạc mấy chục năm. Có đứa con lưu lạc mấy chục năm khôn lớn lên người, thành danh nó thành tỷ phú ở đó rồi mà thầy không biết mặt. Cho nên cũng muốn vận động 100 phần quà đặng về quê hương của Trần Trọng Trí để thầy phát quà cho bà con, để mà thầy cũng gặp mặt luôn. Hồi nào giờ cũng ủng hộ thầy rất là nhiều. Trước khi đi thì thầy làm việc theo nhà nước nha quý vị. Là trước khi đi thì ở đây sẽ có gửi công văn về địa phương nơi đó, rồi nơi đó bà sắp xếp bà con đến nhận quà, người ta tiếp đón mình đàng hoàng. Dự kiến là trong tháng 8 mình đi. Nhân đây cũng mời cô Tám Long Tiên, rồi gia đình Phật tử mình trên đó, mời cô Tây Tiền Giang nè, mời cô Liên nè, rồi mời quý cô ở địa phương đây luôn. Nếu mà có thời gian thì tháp tùng đi chung, bà con mình kéo nhau chiếc xe 16 chỗ ngồi, mình đi khắp nơi một chút xíu nữa. Con ơi, Cà Mau hồi năm rồi thầy đi nhiều lắm rồi, mà bây giờ thầy cũng đang mơ ước đi Cà Mau dữ lắm, mà thầy sợ sức thầy không có, vận động khó quá. Con biết không, vận động quà khó quá. Nếu mà có được 100 phần quà thầy cũng đi Cà Mau nữa. Thầy cũng muốn đi xuống dưới lại mẹ Nam Hải Bạc Liêu dữ lắm. Nhưng mà không biết năm nay mình có khả năng để đi không, chứ thầy khoái đi lắm. Thầy giờ là thầy khoái đi lắm.
nhờ cha mẹ mà giờ thầy bệnh tật đầu nó được giảm được tốt quá rồi, cho nên thầy đi thầy trả lễ mà không biết có kinh phí để đi không. Nhất định Bạc Liêu Cà Mau là thầy phải về. Tại không giấu gì con ha, là tà vừa rồi ở Phú Mỹ mình cũng ủng hộ mấy cây cầu ở dưới Cà Mau rồi, Thới Bình á, mấy cây cầu rồi. Quyện hội chữ thập đỏ dưới cũng liên lạc trên đây với thầy hoài. Ở đây thầy Bảo Nhật đầu với quý sư cô đầu cũng về dưới cất. Mấy cái cầu nhà thầy cũng về dưới cất. Hai căn nhà tình thương rồi, mấy trăm phần quà rồi của Thới Bình, về huyện Thới Bình, xã Biển Bạch gì đó. Nhất định thầy cũng đi, nhưng mà nếu mà đủ duyên, chờ kinh tế phục hồi rồi bà con mà ăn khá khá rồi đi. Còn giờ lịch của năm nay thì thầy đi vậy đó, nhưng mà giờ cũng đang trông chờ. Trông chờ coi như tình hình như thế nào, có ai nhắn tin riêng đâu không, mình coi có thì bắt đầu mới tính tới. Chứ hiện giờ là thầy mới được có 100, giờ còn là cô Thu cô cho là giờ còn được 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 ký đường, 100 chai dầu ăn với 2 tấn gạo. Mà phải đi phát 4 chỗ nữa là phải là thiếu 2 tấn gạo nữa với 300 thùng mì nữa. Cho nên là cũng đang chờ thời giống như Khương Tử Nha mà ngồi câu cá vậy đó. Để coi tới thời để chừng nào có ông vua ông đi ngang qua cho mình lên đài phải không? Còn Huệ Nhẫn thì ngồi chờ giống như đi chờ có một vị Bồ Tát thường ngày. Đi ngang qua thấy mình có duyên mình trợ duyên mình. Thôi mình cũng chờ hên xui đi. Cứ mình chuyện đó mình qua tháng 8, còn giờ tháng 7 lo cho tròn tháng 7. Tóm lại là lễ tháng 7 mình thì còn thiếu 3 triệu tiền bao thơ cho 100 hộ gia đình nghèo nha quý vị. Với lại 10 cái bao thơ của quý Hòa Thượng Thượng Tọa chứng minh thôi. Rồi thiếu nhiêu đó thôi. Ai có duyên thì ủng hộ với thầy. Còn không có niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật bỏ qua. Coi như không nghe gì hết nha. Rồi thôi nha. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Ngủ ngon nha.